Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ lóc dừa. Lóc dừa thứ nhất là mình sẵn tiện mình lấy cái dừa mình làm bánh. Thứ hai nữa là mình xem cái bên trong cái nó có cái mọng dừa không. Lâu rồi mình không có ăn mọng dừa và muốn giúp bạn thấy lại cái hình ảnh cái mọng dừa như thế nào. Bây giờ coi con ta. Các bạn có nhìn con trai đàn ông lóc dừa nha. Đó. Rất đơn giản đúng không? Tạp. Lóc dừa tưởng đâu có gì ghê gớm lắm thì thực sự ra không có phức tạp lắm đâu, không có gì. Mọng dừa thì rất ngon, cũng rất tiện phải ăn cái mọng dừa như nào. Thường những cái dừa mà nó lúa mọng lúa cuốn này chắc chắn là sẽ có mọng dừa ở trong đây. Đây bạn thấy chưa, cái trắng trắng này là cái mọng dừa, ôi là cái hiện tượng để mình biết được bên trong có mọng dừa. Dừa để lâu á sẽ có mọng dừa ở trong. Bỏ đi cái này nè, nằm trên đây vậy nè. Chúng ta có thể thấy thì ở trong đây khi mình đập ra xem cái mọng dừa lớn hay nhỏ, tùy cái này nhỏ thì ở trong nó xíu, còn cái thì nó bự. Gọt sơ sơ thường mình ở đây mình cũng có một trái sẵn, hai trái cho nó chắc ăn chứ lỡ đập cho không có quê lắm. Có trái này có trái khác thì thôi, thì sẵn mình sẽ trái này cũng vậy, nó có cái mọng nhỏ lên, thì gần chỉ các bạn xem mọng nhỏ lên ở đây nãy cũng vậy đó. Thì đây là hiện tượng mà mình biết rằng ở bên trong sẽ có cái mọng dừa. Đập lấy nước, cái cốt cái dừa thì mình để mình làm bánh, còn cái mọng dừa mình ăn. Rồi thì mình lấy cái thau mình thử nước nha. Giờ mình đập cái trái dừa này ra các bạn, đập phải mạnh tay và dứt khoát. Đó, để nước ra, dứt khoát thì tự nhiên nó sẽ. Không có mọng dừa thật là cái trái cũng nhỏ đó. Đó là cái hai cái xíu thì không ăn được rồi, quê rồi, khẩu nước dừa đỡ. Rồi lấy cái dừa nó có mọng cao lên, có đây nước dừa này á, uống nó có gà là chỉ là già gà, nó có gà. Bây giờ mình sẽ chặt kiếm một trái chặt xem cái mọng dừa này gì đâu. Nước nhiều quá thấy là nó muốn một đâu rồi, nó muốn một rễ rồi luôn nè ha, nó muốn một rễ rồi luôn này. Thì cái này mình đã
mà tên 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 nó có món dừa bên trong nè, thấy chưa, rất là thơm. Lâu rồi tại sao nó có cái mỏng dừa này, khi mà dừa để lâu quá đó thì nó sẽ làm cho cái trái dừa nó nảy mầm, từ trái dừa này nó mới mọc thành một cái dừa. Thì khi mà cái dừa nó lớn lên thì nó sẽ làm cho cái cây nó phát triển càng ngày càng lớn lên. Quá lớn này. Các bạn thấy cái này nó quá lớn, nó có rễ ra ngoài luôn. Không, cái nải của mình các bạn thì nó lún một cái chút thôi thì nó sẽ có mỏng dừa bên trong. À, hôm trước mình có hứa với em Giang á là tìm cái mỏng dừa này để mình xem sau hè mình đó. Có mấy cái trái mỏng lún lún lên đó thì anh sẽ gửi cho mình cái mỏng dừa đó. Mỏng dừa vậy mà nó không có ship đi xa được, không có ăn được đâu, còn nguyên trái gì thì được. Thế anh tìm, nếu mà có thì anh sẽ nói cho em, anh gửi cho em ha. Còn bây giờ thì mình sẽ thưởng thức cây mỏng dừa như thế nào, mình đem gần đây cho các bạn xem. Đó, mỏng dừa miền Tây, mỏng dừa quê hương, kiếm rất là khó, được chưa? Bây giờ mình ăn kì. Sộp sộp nè. Đó, nó sộp sộp vậy đó. Sộp nó ngọt lắm. Ngọt ngay hả? Nó sộp vậy đó. Các bạn thấy không? Mỏng dừa nhỏ hơn nữa, ăn còn ngọt nữa. Vậy là hơi lớn nè. Nhưng mà cũng được, mà nó sẽ nhỏ hơn nữa, ăn nó cũng ngon hơn. Nhỏ hơn nữa thì cái chỗ này mọc, nó mọc lên nhỏ hơn thì nó nhỏ, còn nó mọc dài thì nó bự. Mỏng dừa này Giang ơi, mỏng dừa ngon lắm Giang ơi. Đó, rất là xốp, thơm và ngọt. Không còn cho bạn. Ok, hốp, ngon sao? Đây, ngọt. Làm như nó rút hết cái nước vô đây thì sao? Mà trong đây không có nước nha, gì xốp rồi. Xốp rồi chứ không có nước. Xốp sập rồi. Ăn mặn dừa xong á, phải hấp mình mới nước dừa. Nước dừa không còn gì rồi. Quá tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái mộng dừa của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Cảm ơn các bạn đã subscribe. Cảm ơn các bạn đã comment. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh video của mình. Thì có những cái video vui về những cái món ăn dân dã, những cái gì đó, những cái nét gì đó xưa xưa quê quê của mình. Cảm ơn các bạn và mong rằng gặp lại các bạn trong các chương trình sau của kênh YouTube của mình là Lê Hoàng Thiện, với cái danh sách là Hương Vị Miền Tây. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau nha. Xin chào.